Hi, xin chào các bạn, mình tên là Anh Trần, hay còn gọi mình là Banh Banh cũng được. Thì mình đã qua Mỹ được 5 năm rồi. Thì hiện tại mình đang sống ở tiểu bang California này. Thì trong cuộc sống của mình có rất là nhiều những cái vui, những cái buồn xảy ra trong cuộc sống, nhưng mà mình không biết chia sẻ cho ai hết. Thì cho nên á, là mình đã lập ra vlog này để mà YouTube channel này để mà mình có thể chia sẻ với các bạn về cuộc sống thật sự ở tiểu bang California này như thế nào, về học hành, về cuộc sống, những điều vui và nỗi buồn. Nào, hãy theo chân cùng mình nha. Ok, với cái vlog đầu tiên này mình sẽ nói về hệ thống trường học ở Mỹ như thế nào. Thì như các bạn biết rằng du học thường á, là cái vấn đề mà được mọi người rất là quan tâm. Thì nhiều người ở Việt Nam mình rất là muốn biết là cuộc sống ở bên nước ngoài này có thật sự là nó sướng hay không, có thật sự là nó khổ hay là không. Thì có thể là nghèo, cũng có thể là giàu. Thì ai cũng muốn biết là điều thực tế nó là như thế nào. Thì ở cái vlog đầu tiên này của mình sẽ tóm tắt và đưa ra từng bước cho các bạn, cho các bạn hiểu thêm về việc học ở Mỹ, và nhất là ở tiểu bang California, ở Nam California này như thế nào. Thì để bắt đầu với series của cái vlog này á, thì về việc học ở Mỹ của mình á, thì mình sẽ đi từ cái chung nhất, sau đó mình sẽ tóm gọn lại và đi sâu vào trong cái chi tiết. Thì có thể là những vlog sau mình sẽ kể rất là chi tiết về cuộc sống của một sinh viên ở Mỹ như thế nào. Thì mời các bạn đón xem nha. Đầu tiên, California là gì? California là tiểu bang, phải gọi là có tốc độ phát triển bậc nhất ở nước Mỹ. Và như các bạn biết là ở California, người ta hay nhắc đến là Silicon Valley, là nơi mà có rất là nhiều công ty lớn như Google hay là Facebook, người ta tập trung ở đó. Thì ngoài ra đó, ở California này cũng có rất là nhiều trường học nổi tiếng, như là các bạn có thể biết như là UCLA, rồi UC Berkeley, hay là Stanford, hay là Caltech, và là những trường mà các bạn có thể nghe ở Việt Nam là trường này là trường nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng mà ngoài ở đó ra đó, thì các bạn cũng có thể thấy được là còn rất là nhiều trường ở Cali này mà hầu như thế giới có thể không biết, nhưng mà nổi tiếng ở nước Mỹ. Thì ở Mỹ này có hai hệ thống trường đại học ở Mỹ nha. Mình nói là toàn bộ nước Mỹ có hai hệ thống trường đại học. Phải nói là nó khá giống nhau, nhưng mà thực sự nó thực hiện những cái chức năng khác nhau. Đầu tiên mình muốn nói là trường về những các cái trường gọi là Community College. Community College có nghĩa là trường đại học cộng đồng hoặc là đại học 2 năm. Vì sao người ta phải nói là đại học cộng đồng hoặc là đại học 2 năm? Vì cái chức năng của cái trường này á, là nó thực hiện hai chức năng. Một là ngành nghề, thì nó đào tạo ra một cái nghề chứ không phải cái ngành. Cái nghề, ví dụ như bạn muốn sửa nhà, bạn muốn sửa ống nước, hay là những cái ngành giống như là những cái trường ngành, trường nghề bên Việt Nam vậy đó, trường nghề Tôn Đức Thắng hay là cái gì đó, thì đó, nó giống là vậy. Cái thứ hai của trường Community College á, là bạn có thể là học nó coi như là một bước đệm để mà bạn transfer lên trường đại học, hay gọi là university, hay là đại học 4 năm. Ok, University hay là các bạn có thể gọi nó là trường đại học 4 năm. Thì các bạn nó nôm na nó giống như là những cái trường như là đại học Hoa Sen, hay là đại học sư phạm ở bên Việt Nam vậy đó. Thì nó đào tạo chuyên sâu về một cái ngành nghề nào đó. Thì nếu như các bạn muốn học như là chemistry, hay là các bạn muốn học những môn mà chuyên sâu về kỹ sư, bác sĩ, thì university là nơi mà đáp ứng những cái nhu cầu đó cho các bạn.
Community College sẽ có lợi thế như thế nào, bất lợi như thế nào. Thì lợi thế của trường Community College thì theo mình nghĩ đó là học phí rẻ hơn, thầy cô giáo quan tâm hơn, và bạn có thể lấy một cái nghề học ngay một cái nghề khoảng chừng một tháng, một năm rưỡi hoặc là hai năm gì đó là bạn có thể đi ra để mà bạn đi làm rồi và kiếm tiền. Thì ngoài ra đó, Community College đó, thì thầy cô ở dưới Community College rất là quan tâm cho học sinh. Còn bất lợi của trường Community College đó, thì theo mình biết đó, là không thể nào mà lấy một cái bằng đại học, gọi là đại học 4 năm thì theo cái ngành mà mình thích được, vì ở đó người ta không có mở lớp dạy cho các bạn. Ok, về University thì cái lợi của University thì bạn có thể theo đuổi được cái ngành mà bạn mong muốn, như kỹ sư, bác sĩ hay là các cái ngành về chuyên sâu hơn, về khoa học, kỹ sư. Còn về bất lợi của University thì mình nghĩ là đó là học phí rất là đắt đỏ. Thầy cô thì không quan tâm nhiều như là ở Community College. Đó bởi vì cái lớp cái giảng đường của đại học rất là lớn, khoảng 300 tới 400 người lận. Cho nên là không thể nào mà người ta quan tâm mỗi cá nhân của mình được. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi sâu hơn về hệ thống University nha, không còn là Community College nữa. University ở bang California này, thì ở bang California này có hai hệ thống chính, hệ thống đại học University học 4 năm á, chính đó là CSU và UC. Thì CSU là những trường đại học có bao gồm có 23 trường, thì trong đó có hai trường giống như là trường bách khoa của mình vậy, chuyên về kỹ thuật, hay là trường thiên về giống như là công nghệ. Thì nhưng mà nó vẫn nằm trong hệ thống của CSU. Thì CSU đào tạo cái gì? CSU đào tạo về giống như là các bạn có thể những cái thứ mà practical thing, có nghĩa là bạn đụng tay vào làm, hay là bạn sẽ áp dụng những cái lý thuyết vào thực tế, và khi bạn học xong bạn nhảy vào ngành công nghiệp Mỹ và bạn làm. Còn đối với trường UC thì UC là những trường mình không nói là cao cấp hơn, thì vậy vì hai trường nó như nhau thôi, nhưng mà UC chuyên về lý thuyết và research, có nghĩa là thí nghiệm. Họ chịu thí nghiệm những cái điều mới, sáng tạo ra những điều mới để áp dụng vào thực tế, thì nó thiên về đó. Thì các bạn có thể lựa chọn chính xác cái mục đích của mình có thể muốn là đi ra đi làm liền, hay là mình muốn làm research, mình muốn làm một nhà scientist, nhà khoa học. Mong các bạn theo dõi những cái vlog tiếp theo của mình, thì mình sẽ nói chuyên sâu hơn về lợi và hại của Community College, rồi lợi và hại của University, và mình sẽ quan trọng nhất nói thêm về cuộc sống thật sự ở Mỹ là như thế nào. Các bạn đón xem nha.